Đoàn công tác tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Hóa, kiểm tra công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 12 của tỉnh ủy về chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh. Đến nay, toàn huyện Thạnh Hóa có trên 400 cán bộ công chức viên chức trình độ chuyên môn được đào tạo đạt chuẩn. Đối với ngành nông nghiệp, huyện có 16 cán bộ đảm bảo trình độ chuyên môn theo lĩnh vực. Đồng thời, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở huyện là trên 70%, có văn bằng chứng chỉ gần 32%. Huyện phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, có văn bằng chứng chỉ đạt 35%. Tập trung định hướng đào tạo các ngành nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. 100% cán bộ công chức viên chức được đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo sau đại học từ 15 đến 20 cán bộ. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là trên 15%. Đào tạo 10 bác sĩ đa khoa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới, Huyện ủy Thạnh Hóa cần tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Chương trình hành động của huyện cần có khâu đột phá trong triển khai thực hiện, đảm bảo xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và nguồn nhân lực lao động xã hội theo tinh thần nghị quyết tỉnh ủy.